trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước và LPB Ninh Bình trong khuôn khổ bảng C nữ sẽ diễn ra lúc 19:00 hôm nay. Đây là trận đấu rất được mong chờ bởi sự kịch tính và cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng mạnh của giải. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng và sự góp mặt của các cầu thủ xuất sắc như Kiều Trinh, đã thể hiện phong độ ấn tượng trong trận ra quân với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Đội bóng này không chỉ có lối chơi đồng đều mà còn sở hữu những cá nhân có khả năng bùng nổ, tạo nên sức mạnh tổng thể khó bị đánh bại. Trong khi đó, LPB Ninh Bình, dù được đánh giá cao trước khi giải đấu bắt đầu, đã gặp khó khăn khi để thua 0-3 trước VTV Bình Điền Long An. Trận thua này chắc chắn đã tạo nên áp lực lớn cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Tuy nhiên, LPB Ninh Bình vẫn còn nhiều cơ hội để lội ngược dòng và thể hiện bản lĩnh của mình. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và các học trò cần phải tìm ra chiến thuật hợp lý và cải thiện phong độ nếu muốn tiến sâu vào giải đấu. Trận đấu tối nay không chỉ là cơ hội để binh chủng thông tin củng cố vị trí của mình trong bảng C mà còn là thử thách lớn cho LPB Ninh Bình để khẳng định sức mạnh và quyết tâm của họ. Sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của cả hai đội hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu mãn nhãn và đầy kịch tính. Cả hai đội đều hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này và điều đó sẽ khiến mỗi pha bóng trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn bao giờ hết. Khán giả và người hâm mộ bóng chuyền đang rất mong chờ cuộc đối đầu này, một trận đấu không chỉ quyết định cục diện của bảng C mà còn có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào sân đấu vào lúc 19:00 để chứng kiến những khoảnh khắc thăng hoa và những nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Trận đấu hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng chuyền thực sự, nơi mà kịch tính và cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào.